Xin kính chào bất động sản Giang Lo. Xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người khi xem video clip của Giang á, vui lòng cho Giang một like và lượt đăng ký để mọi người có thể theo dõi những clip mới nhất bên Giang nha. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố. Hai căn chứ. Mỗi căn là bề ngang là 5 x 16 m, được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng. Giá đang rao bán trên thị trường là 8 tỷ 600 triệu. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát từ cầu Phú Xuân xuống căn nhà tầm khoảng 2,5 km nè. Từ Huỳnh Tấn Phát vô trong nhà thì tầm khoảng 100 m thôi. Một vị thế khá là đắc địa, là thoải mái cho mọi người di chuyển. Ở trước nhà có một khoảng không gian đất trống nè. Cái khu vực đất trống này thì sẽ có hai luồng ý kiến, hai luồng quan điểm. Quan điểm thứ nhất, trong hợp mà nhà mà có nhiều xe, có nhu cầu mà nơi để xe hoặc là xe tải, xe ben gì đó, chúng ta đậu được vô tư trước nhà, hoặc là dùng tận dụng ở khu vực đây có thể làm sân vườn, tiểu cảnh nhỏ nhỏ. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai, đặc biệt là những quý cô chú, ông bà lớn tuổi thường thì sẽ thấy khu vực đây khá trống trải, thì lo ngại về vấn đề an ninh. Thì Giang cũng chia sẻ mọi người rõ ràng và thẳng thắn như vậy để mọi người có thể tham khảo một cách khách quan và tổng thể hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của căn nhà hơn nha. Mặt tiền thì được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại nè. Cái mẫu nhà này được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng nó mang theo hơi thở của xu hướng hiện đại nên được rất nhiều quý cô chú anh chị quan tâm nè. Cửa đây thì có hai lớp nè, lớp cửa ngoài là lớp cửa cuốn, lớp bên trong là nhôm sinh pha kính cường lực. Đây là khu vực đậu được xe hơi và xe máy thoải mái. Phía tay phải chúng ta đậu được xe hơi nè. Phía tay trái Giang đây á, để được nhiều chiếc xe máy rộng rãi luôn. Ở trên trần á, là sử dụng hệ thống trần thạch cao chính giữa, xung quanh đèn led và có thêm một cái máy quạt để cho không khí khu vực để xe đây lúc nào trong thoáng mát. Ở dưới nền là sử dụng lò gạch 60 nè, trong sạch sẽ. Hai bên vách đã được ốp gạch lên độ khoảng 1m2 rồi. Này ta chống bụi bẩn, trong hợp mà đi xe về có vẹt ra em có rất dễ lau chùi luôn. Ngoài ra hai bên được trang trí hai cái bức tranh tạo cho điểm nhấn khu vực đây. Bây giờ cùng với Giang tiến vào không gian của phòng khách. Trong khu vực phòng khách đây á, được bố trí khá là hài hòa và hợp lý, kể cả màu sắc và cái trang thiết bị. Có sẵn một bộ sofa màu xám đen khá là sang trọng. Vách là sử dụng nhựa PVC da đá nè. Có sẵn máy lạnh luôn. Trên trần là sử dụng hệ thống trần thạch cao chính giữa, có kết hợp là nhựa lam giả gỗ nha. Và có một cái đèn chùm luôn, giúp cho không gian của phòng khách đây trông khá là nhẹ nhàng và ấm cúng. Đối diện với bộ sofa đây là một hệ tủ để tivi. Thì đa số cái căn mà Giang đã từng review quá, mọi người có thể xem qua, thì sử dụng góc chết cầu thang nè để tận dụng làm khu vực để tivi, làm cái nhiều hệ tủ đây. Và tủ này là chúng ta có thể để những đồ vật dụng linh tinh trang trí lên đây nha. Ngăn giữa phòng khách và khu vực nấu nướng là có một hệ tủ này khá nhiều ngăn đó, thả hộp ta để đồ luôn. Còn đây là nơi mà quý ông có thể trưng bày những chai rượu của mình lên đây nha. Và khu vực cửa phòng ăn và phòng khách đó, khá là thông thoáng, trong hợp nhà thì có con nhỏ chạy vui đùa thoải mái. Và trong khu vực nấu ăn đây á, đã được trang bị đầy đủ các thiết bị rồi, cho quý bà có thể tha hồ chế biến thành những món ăn cho gia đình nha. Có sẵn cái tủ lạnh size to size nè, máy hút mùi, bếp. Vách này là sử dụng kính cường lực màu xanh, khá là mát mẻ. Điểm nhấn nổi bật đây là một hệ thống đèn led chạy dọc khu vực bếp nè. Bắt mắt đúng không ạ? Bếp này được đóng đụng trần luôn, kết hợp đó là bếp này được đóng đụng trần, màu sắc thì kết hợp màu xám, màu trắng và màu xám. Cái màu sắc là rất là hiện đại. Còn bên đây là nơi mà đó quý bà có thể rửa chén rửa rau đây. Và đây là một cái kệ năng chén, ta rửa xong ta bỏ lên đây. Và những cái hộc này là nơi mà ta để những lò nướng, lò vi sóng lên đây. Đó, tủ thà hồ, đó, quá trời tủ luôn. Thà hồ cho quý bà ta để đồ. Có sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế. Bộ bàn ăn này được thiết kế khá là hay ạ. Cần rộng ra từ đây. Đó, làm thử. Cũng khá là hay ạ. Lại gọn gàng. Khu vực đây là có điểm nhấn là một bức tranh sơn dầu nè. Trên trần là sử dụng trần thạch cao, xung quanh là đèn led nè. Chính giữa có một cái đèn tạo cho cái không gian của cái phòng ăn đây khá là nhẹ nhàng. Ở phía sân sau nơi lấy gió ánh sáng. Ngoài ra có thêm một cái toilet cho khách tới chơi nhà sử dụng thuận tiện. Và có một cái cửa hậu. Khi nãy Giang chưa giới thiệu đến mọi người là căn nhà gồm hai mặt tiền nè. Mặt tiền phía trước chúng ta sử dụng thường xuyên. Mặt tiền phía sau thì anh chủ nhà cũng làm sẵn một cái cửa hậu à, cũng là đường 6 nhựa 6 m luôn nha mọi người. Trong trường hợp chúng ta không có cần sử dụng á, thì chúng ta cứ đóng lại. Nếu mà có khách tới chơi nhà thì càng thoáng mát hơn, càng nhiều lấy ánh sáng ta mở ra. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong dưới
tầng trệt. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha. Đây là đường luồn cầu thang ở lầu 1, vách sử dụng nhựa PVC và đá, xung quanh là sử dụng nhựa lam giả gỗ, dưới nền xung quanh là sử dụng một loại đá hoa cương màu đen, chính giữa có điểm nhắn là những viên gạch màu xám nha. Bây giờ cùng với Giang đi ra phòng phía sau. Phòng phía sau đây có một điều rất đặc biệt, rất khác biệt so với những cái căn trước đây Giang đã từng review, là có một cái khoảng sân vườn ở phía sau đó. Mọi người biết lý do tại sao có cái sân đây không? Tại căn nhà có hai mặt tiền trước, mặt tiền sau mà, nên anh chủ nhà sử dụng ở phía không gian sau là một cái sân vườn nhỏ nhỏ, hoặc là nơi mà anh ta có thể giải trí nè, ra thư giãn trước khi vô ngủ nha. Còn ở bên trong phòng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, như giường, nệm. Ở sau lưng là sử dụng nhựa PVC da đá nè. Đây là bàn trang điểm. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ để tivi. Để tivi chúng ta trang trí nhựa PVC luôn. Rất nhiều hộp tủ đây, tha hồ cho chúng ta để những đồ vật dụng trang trí. Có sẵn cái toilet. Cái tông màu toilet đây trông khá là hiện đại nha mọi người. Cái màu này Giang cũng rất là thích đó. Máy lạnh sẵn sàng. Còn bên phía góc đây là một hệ tủ để quần áo. Bây giờ cùng với Giang đi ra phòng master nha. Trong phòng master đây cũng khá giống như phòng phía sau nè, cũng đã được trang bị đầy đủ cái thiết bị nội thất, tủ quần áo, giường, nệm, bàn trang điểm. Nó chỉ hơn ở phòng phía sau là có thêm một cái bàn làm việc nè, màn cửa sẵn sàng. Đây là cửa sổ nha. Căn nhà thì gồm 4 phòng ngủ, có 2 phòng ngủ phía trước mặt tiền á, có nhiều hệ thống cửa sổ đây. Chúng ta cần ta mở ra cho khá là thoáng mát, giờ trời hay nắng mở ra nó hắt vào. Do phòng master cũng được ưu ái cái ban công. Cái nơi ban công đây nè, nơi chúng ta có thể ra thư giãn, đọc sách trước khi vô ngủ. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu cái toilet, máy lạnh cũng sẵn sàng. Ở trên lầu 2 á, thì gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh luôn. Trong phòng cũng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất y chang như lầu 1 đây. Thì để tránh mất thời gian á, bây giờ cùng với Giang đi lên trên thẳng sân thượng nha. Đây là tầng cao nhất của căn nhà, là sân thượng nè. Sân thượng phía sau là nơi mà chúng ta có thể làm những sân vườn nhỏ nhỏ, hoặc thêm trồng thêm nhiều cây xanh nha. Nơi đây á, ta sẽ làm thêm cái phòng giặt. Có sân ổ điện, cấp thoát nước ra, nước vô. Bây giờ cùng với Giang tiến vào khu vực phòng thờ. Nếu mà trong hợp chúng ta không sử dụng khu vực đây làm phòng thờ, thì chúng ta có thể sử dụng làm cái kho để những đồ vật dụng linh tinh trên đây cũng được. Và bây giờ ta sẽ tiến ra cái khu vực mà có thể thoáng mát nhất của căn nhà. Đó, một cái view rất là thoáng luôn. Đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy cầu vượt cao tốc nữa, Long Thành Bến Lức. Đó, khá là hùng vĩ chứ, rất dài. Khu vực đây là nơi mà chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng, những tiệc BBQ bên người thân và bạn bè nhé. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà nè, cho Giang cung cấp mọi người là thông tin. Căn nhà với diện tích ngang 5x16m, thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng, giá đang rao bán trên thị trường là 86. Mọi người khi xem video clip của Giang á, vui lòng cho Giang một lượt đăng ký và một lượt like nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.